mình sẽ khám phá hết. Thôi dừng. Chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ trở lại với một tựa game mùa hè, không phải để đón Giáng sinh nữa, nhưng mà thật sự trong game này hình như có map tuyết các bạn. Đó, có map tuyết nên của mình có thể đón Giáng sinh cùng nhau. Và mới đầu vô thì mình sẽ chơi món mùa hè trước bạn. Cây cối nhìn đẹp không? Đây là mình cái thằng tên Q này bạn, nhìn gầy phết, nó cũng giống mình bạn, mình gầy phải liền đây. Ok, vô luôn nha. Đấy, à đây. Vãi, cái map này là có 3 đô các bạn. Mình nếu mà mấy bạn ủng hộ series này, mình sẽ mua cái map băng để mình đón em nha bạn. Ok, mình sẽ vô. Kiểu như chơi survival luôn bạn. Mình sẽ đi kiếm đồ. Có nhiều map khác nhau. Radio lên. Đây, có nhìn có nghe to. Và nó hướng dẫn xong nó hư luôn vậy cứ. Ok, vô bạn. Mới vô thấy cái cọc, đứng lên em. Chấm hỏi. Xung quanh tao toàn là cây. Ê. Đây. À, đập. Giống Minecraft vậy. Lấm. Đập. Ui, nhện các bạn, nhện. Có heo ngon. Người mình có heo. Ui. Không biết đập đó. Đây, được cái này có cây này có táo nè bạn. Giống trong Minecraft vậy đó. Cái điện thoại một thời á bạn. Cái bàn chế tạo để mình làm để tối vô. Tối cái vô là chết bà luôn. Trời, có cái đi vệ sinh nữa. Đi dĩa đó. Xanh. Đây. Work table nè, ok. Đây nè, đây cũng được đi. Đây có cái khúc này cũng ngon nè, mình sẽ đặt. Đặt ở đây, đấy. Mình sẽ chế tạo được cái lều. Hai cái da với là hai gỗ. Cái đó kiếm đâu nhỉ? Cái kim cương nó đào mà mình đào không biết đâu bạn. Có thể mình kéo dài series này ra được rồi. Dẹp. Ok, mình sẽ chế tạo một cái này là hai gỗ với lại hai cái gì bạn. Ok, mình sẽ khai thác gỗ xong. Ok, mình khai thác gỗ xong rồi, nó có cục than bên đây luôn nè bạn. Ngon. Mình sẽ làm được cái đuốc để mình giết để mình lấy cái da, lấy con hù này các bạn. Mình thấy con hù không? Đó, mình sẽ đi giết con đó để mình lấy cái da các bạn. Có thể mình đoán vậy thôi. Phục, mình sẽ tạo lửa trại. Rồi mình sẽ đi kiếm lửa trại các bạn. Đây, mình sẽ đi thấy này, ok. Thấy ở đây, đập. Đây quên. Ok, xong. Ây, lắm. Rất là nhiều, mình sẽ quay lại làm chiếc trại. Và mình sẽ đi kiếm cái đây. Nó ở đây luôn các bạn, ngon. Đập. Bịch. Rồi thắp sáng lên rồi mình đi giết con kia bạn. Hi. Hello em. Đi. Chết, thông đích. Ủa. Quá rồi. Đuốc bạn, đuốc. Cái này cái lên đuốc. Quá. Đừng chạy em ơi. Em ơi. Nhìn như mình như mấy thằng biến thái dí theo các bạn. Thiệt. Sẽ chế tạo cái kiếm. Đấy. Ok. Ui da. Cầm. Nghe tiếng lên rồi các bạn. Nghe ghê thế nhỉ. Hết gỗ rồi. Mình hết gỗ rồi. Để cầm đuốc mình đi. Ê, con heo nè. Ui da. Ngon. Mình sẽ ăn cái này các bạn. Ở này là gì? À, ladder. Mình vẫn thiếu một cái. Vãi cứt. Nhà máy, toilet, vãi cứt. Ok, mình sẽ lấy đuốc mình đi vòng vòng bạn. Ok bạn, sáng rồi bạn. Và trong lúc tối thì mình cũng lấy được một ít gỗ bạn. Và mình sẽ làm cái cây rìu này để mình đi đào vài thứ để mình lên đồ sắt lao động bạn. Ê, này đúng không? Là đá hả? Ok, mình sẽ lên thời kỳ đồ đá. Có thể là vậy. Đấy, lại hết. Đây. Có thức ăn. Có thức ăn. Mình được một chút xíu gọi là berry. Ví dụ không được hả? Phải kéo ra mới ăn được. Ngon. Ở đây mới gọi là đá nữa bạn.
đá khá là nhiều và cái con hươu nãy nó chạy mất tiêu rồi. Thì mình đã làm xong rồi đó bạn. Có con thỏ nè, mình đã khai thác được khá là nhiều gỗ nên mình sẽ lên thời kỳ đồ đá. Đấy, ok luôn em. Ý da, cái này thời kỳ đồ sắt rồi. Có cần câu là hai cái cốc queo này là mình không biết nha. Ok, mình sẽ thay. Nó lên. Ôi, ê. Mày hả bưởi? Nó sắp chết. Mày hả bưởi? Ôi, hình như có kim cương, có bạc nè bạn. Yes. Hình như có kim cương nữa bạn. Ok, mình sẽ có lửa chạy. Để mình sẽ có bình nước. Cái máy nước này là 4 sắt nữa các bạn. 4 sắt. Không, mình sẽ đặt lửa chạy xuống trước. Đây, lửa chạy. Lên hè liền. Ok, mình sẽ đào sắt tiếp. Tối bạn, tối nó đánh mình bạn. Trời, cái con quỷ nó đánh mình bạn. Quá. Đi chuột nhà tao. Ê, má đánh phụ nó nữa. Mày xạo cứt hết tròn. Chết bà nước, đuối rồi. Mình sẽ cần than mày, mình cần than. Khó thấy quá, không thấy gì luôn. Đuốc hả, đuốc mình có hai cây nữa mà. Mình cần ăn cái đã. Ê chết, chúng thật. Đi chuột này bớt khá đồ quá. Đi. Đây, than có đã nó đây nè bạn. Đi. Mình cần làm nhanh để mình lấy, không là chết bạn. Khác mà chết đây, mình có hồ nước nè. Wow. Đất ti à. Mình lấy cái này rồi mình mới lọc ra được nước mấy bạn. Mình sẽ đi về mà, chút nữa mình sẽ khám phá sau. Săn lùn. Ý mình là săn mấy con để mình lấy cái gì để mình uống mà. Ý. Chết. Ủa đủ mà. Mình phải uống nước này bạn. Bắt buộc rồi. Kỹ năng sinh tồn bảo mình như thế bạn. Bắt thạch. Được gì. Rồi mấy con sướng mà. Hóa thạch thời tiên sử. Ghê. Ở trong đây mình kiếm được hóa thạch thời tiên sử luôn bạn. Hôm nay là một ngày mưa các bạn. Chưa đủ luôn hả? Kỳ lạ nha. Ây dạ. Silver. Nãy giờ khai thác silver mà tưởng Iron. Iron là cục này bạn. Cũng chả biết luôn. Nãy giờ khai thác mà cứ tưởng silver. Có nạn. Iron nào bạn. Khai thác như một thằng điên luôn. Không hiểu luôn. Đạt. Để đi. Ây da. Phải đi bới nước. Lên. Đi. Nhấc cái mông lên. Còn nước ở đây. Ok. Tới nơi bạn. Ây da. Nước. Ok. Có nước sạch rồi, yes. Hay quá bạn, rồi mình sẽ đi lấy tiếp. Khoan, chết rồi bạn. Tại cái con đây đấy, đi quýt ra, công sức của tao bỏ ra. Đi chuột. Ây da, khó bạn, nghe cũng hơi khó. Mình bật chế độ easy mà. Đi bà, nghe là khó. Như chó. Gì đây em? Ê, đừng có chơi tao. Ê, bình nước của tao. Ok các bạn, mình sẽ chế cái này. Mình sẽ, ý, nữa hả? Ok. Mang này phiền phức quá bạn. Nữa hả? Ok bạn. Lại mình lại ok nữa. Hôm nay mày khá là hơi khó khăn bạn. Khó vậy.
có thiệt chứ, mình sắp hư kia luôn rồi, mình sẽ lấy cái này cho nó cắn bớt đi, mắt cắn đỡ đi. Đây. Đấy, cho nó cắn đỡ đi. Ngon. Ngon bạn. Vàng hả? Đắt. Vàng. Vàng đấy. Nhà xí. nhà xí. Đây mình sẽ để đây. Ý dạ. Đựu xanh. Cái đi cậu đựu cầm nguyên cức. Đựu xanh. Que kem. Que cức. Đi ra là sẽ có que cức. Ok, mình sẽ đi săn bạn. Mình sẽ đi săn. Và có vài cái xương ở đây cũng đỡ nè. Mình sẽ lấy vài cái xương để mình về mình làm hàng rào các bạn. Ê, có gà. Có gà bạn. Đâu rồi? Đây. Hello. Thông đích. Ây da. Ui. Mình có quả trứng mày. Map chỉ có nhiêu đó thôi đó. Mình sẽ khám phá hết cái map này mày. Gì đây? Thổ dân. Anh ơi, hút chè đi anh ơi. Ui. Bạn, trời. Ghê bạn, thổ dân gì vãi cước vậy? Nhông game luôn, giết mình muốn chết luôn mày. Ok, mình sẽ tạo một vài thứ cần thiết cho mình. Mình sắp chết nữa. Buồn. Ôi da, mình sẽ tạo được cái nào ta, mình tạo được cái này, cái xô 4 iron. Mình sẽ bảo vệ cái quái quỷ này các bạn. Nhà mình chưa đẹp đâu, tại mới vô chơi mình kiểu như mình cái gì thôi các bạn. Ủa mình nhớ mình nhiều stone lắm mà ta. Hết wood. Wood còn 2 à. Rồi mình khai thác gỗ tiếp. Chờ mấy con đĩ này tới nữa các bạn. Đó. Ây da, cẩn thận trước mấy con đĩ chuột ý. Cho cắn mấy nó. Đĩ chuột. Bớt cút coi. Không có gì bằng nghĩ đá kịp thời, mình phải có nhà vệ sinh mà. Tự chơi. Ui. Hên quá bạn. Trời ơi, còn đúng 5.6 mà nó vừa sáng luôn. Ây da. Cỏ hả? Cỏ, mình cần cỏ. Ok, mình sẽ đi tìm một cái gọi là cái hoa trắng. Theo như lời đồn. Hoa trắng luôn nha. Có chịu quá cứ. Át đủ. Hay như cái bí. Ok, trận này là mình cũng chưa làm được nhiều quá bạn. Khá là thọt với mấy bạn khác nha. Mình sẽ đi săn, trận này mình sẽ đi săn. Ui. Yeah. Yes. Ok bạn, mình có cái trứng rồi. Không biết làm cái gì luôn. Ăn. Ê, xong. Và cái còn cái hoa thì mình chả biết kiếm đâu, có chịu. Ở đây mình sẽ có một vài thứ để mình lấy bạn. Ok, về nha. Ây da, về nha. Trời, nó đánh sắp hết luôn rồi. Ây da, phải di chuyển. Lắm. Di chuyển nhà xí vô đây, nhà xí vô đây nó hết máu. Xanh lắm. Gì đây? Thôi mình coi mình còn cái gì để mình làm được không bạn? Wow, một cái này, ok. Mà tập này mình chơi đây hơn, nếu bạn thích video này hay để lại cho mình một like, một subscribe. Ngoài ra có thể chia sẻ cho mình video này để tạo động lực mình làm tiếp cái tập sau. Mới kiếm công thức mới bạn, đe vô. Đây. Ok, bye bye các bạn. Và trong nghỉ giải lao giữa hiệp 1 và hiệp 2 mình sẽ làm một số thứ. Ngon. Bye bye.
Oh,